Trọng tài cho trận đấu xử lý bắt đầu. Oh, yes!
và đó là đội tuyển cầu thủ số 9 của đội tuyển đăng nhân đập bóng rất có uy lực, rất khó mà phòng thủ giúp ba pha bóng đập bóng như vậy của đội tuyển xa cao nhân. Bóng được đổi điểm lại cho cao nhân 6-5. Đập bóng hết không được rồi, lại một pha không hiểu lý do nữa của hai cầu thủ Kỳ Sơn. 7-5 giờ đội tuyển cao nhân. Kỳ Sơn bình tĩnh, không có gì cả. Đánh bóng ra ngoài, đập bóng tốt, bóng được đổi điểm cho Kỳ Sơn 6-7. Đập bóng ra ngoài, chưa chịu hết tầm 9 giờ. Đổi điểm cho Cao Nhân 6-8. Quyết đi. Điểm bóng cho Cao Nhân 9-6. Rất hay, một pha bỏ rổ rất hay. Bóng được đổi điểm cho Kỳ Sơn 9-7. Chưa nói được gì hết. Trọng tài bắt bóng chạm cọc, bóng chạm cọc chưa ra ngoài. 8-9. Bóng đổi điểm cho Cao Nhân 18-18. Để hơi bình tĩnh, không sao hết. Ta nhớ rồi, cho chủ của đội tuyển Cao Nhân cầm lưới. Đúng rồi, 9-10. Đập bóng ra ngoài, đổi điểm cho Kỳ Sơn 10-10. Vô đây. Rất hay, phòng thủ rất tốt. Không sao, 11-10. Bước một tốt, cố để cho Kỳ Sơn, quyết đi. Không nhận rồi. Bước một tốt rồi. Bỏ bóng được rồi, rất không được. Nhưng giờ rất tiếp đập bóng ra ngoài. 11 đều, quyết đi. Rất hay. Phải nói rằng là hai đội thi đấu cống hiến cho khán giả xem trận thi đấu rất hay. Đúng là một trận chung kết của khu vực phía Bắc huyện Thủy Nguyên. Được, đánh bóng tốt, tuyệt vời. Một pha đánh bóng tuyệt vời của cầu thủ Kỳ Sơn.
12, 11, cho kỳ thôi. Cố lên. Phát bóng tiếp, đỡ bóng ra ngoài. 13, 11. Chưa đến 14, 11. 13, 11 cho kỳ thân. Bảng tỷ số hơi lỗi. Còn Nguyên. Quyết đi. Không được rồi. Một pha đánh bóng không qua lưới. 14. 14, 11 cho Kỳ Sơn. Kỳ Sơn cố lên. Cố lên. Không được rồi. Một pha bóng lưới. Vâng, đội tuyển Cao Nhân xin tạm dừng hội ý là thứ nhất của hiệp thứ hai. Trong hiệp thứ hai, đội tuyển cho Kỳ Sơn đã vươn lên với tỷ số 15-11. Và đội tuyển xã Cao Nhân xin dừng hội ý là thứ nhất. Bên đội tuyển xã Cao Nhân đã hội ý xong, trọng tài đưa bóng vào cuộc. Các cầu thủ chuẩn bị. Có hút, rất tốt. Đập bóng tốt. Đội điểm bóng đội tuyển sát Cao Nhân. Như ban tổ chức chúng tôi đã giới thiệu là đội tuyển sát Cao Nhân có một cầu thủ cao cầu. Đập bóng rất quy luật. Anh cao đến ngoài 1m80. Đập bóng tốt. Đội bóng ra ngoài. Bóng được đội điểm cho Kỳ Sơn 16-12. Kỳ Sơn cố lên. Đập bóng ra ngoài. Điểm cho Kỳ Sơn 17-12. Rất tốt. Cố để cho Kỳ Sơn. Lê Hồ Đất. Đập bóng tốt rồi. Quá hay. 18-12 cho Kỳ Sơn. Không được rồi. Điểm bóng cho Kỳ Sơn 19-12. Đập bóng tốt. Như chúng tôi đã giới thiệu là khi bóng mở đến tay cầu thủ cao kèo của đội tuyển xã Cao Nhân thì đội tuyển Kỳ Sơn rất khó là phòng thủ, bởi vì chúng ta đập bóng rất có uy lực của cầu thủ xã Cao Nhân. 13-19. 13-19 cho đội tuyển Cao Nhân. Đội tuyển Cao Nhân phát bóng, Kỳ Sơn chuẩn bị. Tốt. Đập bóng tốt, chắn bóng tốt. Một pha đập bóng rất tốt và ra bóng chắn bóng cũng rất hay. Điểm cho Kỳ Sơn 20-13. Kỳ Sơn cố lên. Vừa lên. Hay lắm. Có điểm cho Kỳ Sơn rồi đấy. 11 lên. Lên đi. Phải nói là sai, hết mong của Kỳ Sơn tuyệt vời. 21-13 ở trận đấu thứ hai. Đội tuyển Kỳ Sơn đã giành chiến thắng với tỷ số.